Vậy chị có ngồi đi chị. Dạ mời em ngồi ghế. Em đến đây để cắt tóc hay là uống tóc vậy? Dạ em không cắt mà cũng không uống chị ạ. Chị biết rồi. Vậy là coi như là em muốn làm móng đúng không? Làm móng hay là gội đầu? Dạ không làm móng cũng không gội đầu. Em tới đây là để tìm gặp anh Khôi, chủ của tiệm hớt tóc Hoài Xuân. Chứ anh Khôi. Xin cái chuyện rắc rối này để em giải quyết được hết. Để em yên tâm, 1 phút 30 giây thôi. Cô là ai vậy? Chào người anh. Yêu có bầu rồi, đến đây phá cái quán. Thật ra là tôi là cô giáo của hai em Quốc Anh và Tuấn Anh, học lớp 10A7. Tôi còn dạy toán cho hai em đó nữa. Cô Thủy Tiên. Ôi trời mừng quá, lại là chầm cậu. Mất đền nha. Trời ơi cô Thủy Tiên, mừng quá, vậy là gặp được cô rồi. Trời ơi. Thấy chưa, ta có thật mừng vậy chưa? Quen nhau mà. Dạ quen nhau. Cố gần giờ cả con Thảo à. Này con, vì sao con khóc? Cậu giống bụt quá à. Thấy không, ông bụt toàn cầu luôn nè, thấy không? Mà sao hay quá vậy cậu, mỗi lần mà ông kêu cứu có mình cậu xuất hiện rồi sao không thấy bao giờ mà mẹ không xuất hiện á. Mẹ con á, đang bưng sổ sách gì á, vô phòng đóng cửa kính mít tính toán còn không biết cái gì nữa. Nói chuyện đem chuyện ở cơ quan về nhà làm việc luôn, bỏ bê con cái vậy đó. Bực bội bây giờ hai đứa có khóc, có la sập nhà mẹ con không xuất hiện đâu, nghe không? Cho nên để cho hàng xóm yên lành, cậu xuất hiện. Chuyện gì cậu giải quyết? Này, qua đây ngồi. Sao lâu quá vậy cậu? Hai đứa. Dạ. Tụi con phải chắc chắn với cậu, đây là bài tập toán. Dạ, dạ đúng rồi. Lớp 10. Dạ đúng. Không phải là bài tập toán của cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia mà bậc đại học chứ. Dạ đâu phải. Đấy đâu. Đây nè, đề nằm ở trong đây, cậu thấy không? Đại số 10 không có chữ nâng cao bên dưới luôn. Ê, cậu không hiểu sao nhà trường có thể cho các con một bài toán mà không thể nào hiểu nổi vậy. Nè nè, không phải là cậu dở đâu nghe. Hồi xưa lúc bằng tụi mấy đứa đó, năm cậu lớp 10 đó, cậu giỏi toán lắm đó. Lúc đó là cỡ bao nhiêu cậu? Thì năm nay cậu 40, thấy không? Lớp 10 thì đó là cậu 16 tuổi, thì cách đây khoảng 24 năm. Đó, thấy chưa? Trời, cậu tính toán rõ đâu ra đó, thấy chưa? Tại vì con nghĩ là cái lúc đó là cái năm cậu học lớp 10 là cái đề nó dễ. Con nghĩ ra rồi. Dạ. Có người sẽ giúp được các con. Ai vậy cậu? Má các con đó. Được không cậu? Không, được, để cậu gọi điện. Chị Hai hả? Em nè. Em đúng rồi. Em đang ở dưới phòng khách nè. Dạ em bi bo. Cái gì không có. Gọi cái bờ. Đừng cắt máy, không có tốn tiền đâu. Tiết kiệm quá. Rồi. Đúng rồi. Em đang đến một cái nghịch cảnh. Em bó tay với bài toán của tụi nhỏ rồi. Em nghĩ là chị làm mẹ, chị thường xuyên sát cánh bên tụi nó, chị dạy tụi nó học, chị kèm tụi nó từng bài một. Chắc chắn chị... Hả? Chị cũng không kèm luôn hả? Chị cũng không biết luôn hả? Chị Hai à? Thì đúng rồi, thì bình thường thì em cũng dạy học tụi nó mà. Nhưng mà cái bài này khó quá. Cái gì em tự chịu trách nhiệm. Ôi chị Hai gì kỳ vậy chị Hai? Nó con chị mà. Thì đúng là cháu của em rồi. Ôi nhưng mà chị Hai à, chị Hai nè. Thấy chưa, con nói rồi, mẹ con không có giúp được đâu. Bây giờ làm sao cậu? Mình phải nghĩ một cách khác, hiểu không? Một cách khác. Cho cậu một tờ giấy. Dạ đây nè. Mọi chuyện rồi. Thì ra đó, anh Khôi là người viết thư cho cô giáo Thủy Tiên. Tại vì cô giáo cho một cái bài mà khó giải quá, đúng không? Anh không thể nào dạy cho hai đứa nhỏ. Tôi thắc mắc là tại sao á, nhà trường lại dạy cho các bé một cái bài mà nó khó đến như vậy. Làm sao nó làm được? Thưa anh, thứ nhất, bài đó là bài rất đơn giản, dành cho những học sinh có trình độ học bình thường. Hả? Không hề nâng cao gì hết. Thôi nói vậy tính ra là cậu Khôi bị ngu hả? Không phải, ý nói là cậu kiến thức của cậu nó cũng trung bình đó cậu. Lâu quá cậu không học. Nhưng mà nè, có thắc mắc nha. Tại sao vợ mẹ của Bibo không là người dạy bài cho Bibo đi, không là người viết thư gửi cô giáo đi, tại sao cậu lại là người làm tất cả những điều đó hả? Khổ lắm. Từ nhỏ tới lớn hai đứa nó cứ đeo theo tôi vậy đó, riết rồi đó, tôi giống như là mẹ tụi nó vậy. Tôi có mang sách giáo khoa cho anh luôn.
tôi sẽ dạy cho anh tất cả những bài tập, đặc biệt là cái bài toán khó mà anh đang thắc mắc. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh phương pháp giải để anh có thể giải được tất cả các bài toán về sau. Thì cha nó ở đây. Ở đây thì có nó. Vô. Mày làm cái gì vậy? Mày biết nó đóng cửa không? Biết. Tại sao mày không nói tao? Tao để cho mày thể hiện. Mày hay quá. Tại sao giờ này nó chưa mở cửa? Chắc nó chưa ngủ dậy đó. Mày có đau bụng không? Tao hơi đau bụng. Tao đi ăn. Đi, đi. Anh Khôi ơi, anh cắt tóc cho em, anh cắt ít ít thôi nha. Bị tóc em rụng dữ lắm đó. Nhưng mà em nói vậy thôi cho em tin tưởng tay nghề của anh mà. Anh biết sao không? Em đi rất là nhiều tiệm rồi mà chả có tiệm nào em vừa ý hết á. Tự nhiên hả, từ ngày em biết được tiệm anh em vừa ý ghê vậy. Nhất là anh á nha, anh cắt tóc hay anh tạo kiểu tóc cho em, kiểu nào em cũng mê, kiểu nào em cũng thích hết á. Thôi uống nước đi. Có khác tiền. À, em xin lỗi, em mời chị uống nước. Trời nè, chị đừng có khen cậu Khôi của em vậy nha. Cậu Khôi của em á là số 1 rồi. Ước mơ là sau này được trở thành một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, cái kéo vàng gì đó. Mà tại xui, số trời đưa đẩy, hoàn cảnh éo le, cho nên là phải suy sụp ngã một cái ạch là mới mở cái tiệm tóc nhỏ như vậy nè. Nhưng mà ai lại đây một cái cậu Khôi em chỉ cần đụng cái tay vô làm thôi là vừa ý. Khen hết lời luôn á, tại cậu Khôi em khéo tay quá mà. Anh Khôi chứ hả? Trời ơi, anh Khôi là sói ca đây đó chị. Đúng rồi. Cuộc sống của anh Khôi á rất là vất vả mưu sinh, nhưng mà anh đã vượt lên tất cả đi tìm đến thành công. Anh không hề oán than hay oán giận. Mọi người chưa biết hết đâu. Cậu Khôi của con nha là 40 tuổi rồi. Mà lúc nào có phong độ, đẹp trai nhất cái tiệm này. Đúng không? Tăng lương cậu. Không. Con nói chuyện quê vốn. Ở tiệm này một mình cậu là con trai thì cậu đẹp trai nhất là đúng rồi. Anh Khôi năm nay 40 tuổi rồi hả? Dạ. Eo ơi, vậy mà cứ tưởng là anh Khôi tầm tầm tuổi của em không đấy chứ. À, em là bà năm nay bao nhiêu? Em năm nay mới có 59 nè. Thôi em trẻ dữ em. Thiệt mà. Mà biết sao bởi vì ra mà được á, người ta có nghĩ là em 60 tuổi. Lại lấy cho cậu cộng thun đi. Dạ này con. Ra mà được người ta tưởng là em mới có 19 tuổi hà. Trời, em nói như vậy là quá đó, em cỡ 13 tuổi đó. Làm cái tóc này trẻ ra hơn nữa đó. Tiệm này của anh hả? Đúng vậy, tôi là Khôi, chủ tiệm. Các anh cần gì? Mình uống tóc hay là nhuộm? Không uống không nhuộm. Vậy cạo hả? Cái gì vậy? Vậy tao đầu thì cạo được không? Không. Vậy tới đây làm gì? Xin trân trọng giới thiệu. Chúng tôi là... Đòi nợ mướn. Xã hội đen. Mặc đồ đen chứ không phải là xã hội đen. Nha. Tụi tôi là nhân viên của công ty thu hồi công nợ. Chị à? Xin lỗi em à. Tóc của em xong rồi tuyền tuyền tính tiền cho khách đi em. Em vô tính tiền đi. Về em tiền. Em không được, sợ quá đi không được. Muốn ngồi nghe. Trời ơi. Nè các anh, tôi đúng là Khôi, là chủ tiệm. Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi không mượn nợ nần của ai hết. Các anh lầm người rồi. Anh là Khôi. Đúng. Má là gì? Tôi tên Tuyền. Làm thợ ở đây, tôi chỉ là làm tay nghề là thu ảnh thôi. Không tin xin ngồi xuống đây cho tôi làm thử cho. Không có rảnh. Cô bé xinh xắn này là ai? Dạ chào hai anh. Em là thợ phụ ở đây. Nhưng mà em mới làm 2 năm thôi nha. Nhưng mà em hiểu cậu em rất là rõ. Cậu em không có thiếu nợ đâu. Đúng hai rồi. Anh tôi khẳng định lại một lần nữa nha, tôi không mượn nợ nần gì hết. Các anh đi ra khỏi tiệm của tôi. Đi. Tụi tôi không có đi đâu hết. Dạ lại tôi còn phải ở lại đây nữa nè. Cho tôi hỏi xung quanh tiệm anh có chỗ nào cắm trại qua đêm được không? Trời. Ở đây là Đại Nam luôn cắm trại. Khoan đã. Hồi nãy tao thấy gốc cây ở ngoài gió mát đó. Mình ra ngoài cắm trại được hay không? Cũng được đó. Sao hả? Các anh muốn cắm trại đúng không? Đúng vậy. Đúng. Để tôi gọi công an phường hỏi coi chỗ nào thích hợp với các anh nha. Khoan, hãy gọi công an. Trước khi gọi công an, anh nên gọi cho chị ruột của anh đi, chị Khánh của anh đó. Đúng rồi. Hỏi chị ra tới giờ trả tiền nợ trong Phan Dương Tấn mà sao chưa chịu trả. Vậy là chị ruột của anh thiếu nợ. Đúng vậy. Chị ruột của anh thiếu nợ dai quá. Bây giờ người ta tới người ta nắm đầu em. Nè bé, rảnh ngồi lại mình nghe chuyện thôi, mình bớt ý kiến nha bé. Tính tiền cho khách về đi con. Bé ơi, bây giờ bé đi về ha. Bao nhiêu tiền vậy anh Khôi? Khỏi, lần sau mình ghé trả tiền cũng được. Không được, em phải trả để giúp anh số vốn trả nợ cho người ta chứ. Trời ơi, anh rộng lượng quá kìa. Đây, 200 nè anh. Dạ. Em đi nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Tào lao thiệt. Gọi cho chị Khánh. Gọi với anh. Alo, chị Khánh hả? Cái gì vậy chị Khánh?
Sao lần nào chị cũng nợ nần bao nhiêu chuyện. Lần trước khi em trả tiền cho bà Thanh á, là chị nói đó là món nợ cuối cùng của chị, không bao giờ nợ nần nữa. Bây giờ người ta kéo tới tiệm em, người ta đòi nợ nè. Chị nói như vậy mà chị nói được hả? Chị có bao giờ chị nghĩ tới em không? Chị nghĩ đi, 10 năm qua lần nào em cũng trả nợ cho chị, trong đó bao nhiêu món tiền là em đã làm cực khổ để trả cho chị mà. Sao chị không thương em vậy? Thôi hả? Hả? Lộn số hả? Dạ rồi, tôi xin lỗi. Trời ơi, tụi gì cái này nói quá trời luôn, nghe lộn số đi. Bây giờ làm sao? Không có đúng không? Tụi tôi ở lại đây. Sao cậu? Vô tiệm. Dạ. Ôi, cái dép dính gì không mà thiệt cái trời ơi. Trời ơi, nắng quá à. Vậy ai vậy? Trời, tự nhiên cấm trại chỗ trước cửa nhà em vậy, tiệm em vậy? Rồi nào kìa. Chị hai, sao vậy? Điện thoại của chị nãy giờ em gọi không được là sao? À, điện thoại chị nó bị chai pin, tự nhiên nó tắt ngấm luôn hả? Hay quá. Mà ai mắc nợ để cho ta đòi vậy? Những cái lúc quan trọng vậy á thì gọi không được. Nó nghe, chuyện gì quan trọng mà gọi chị? Nè, có hai người nói tới đây đòi nợ nần gì đó. Chủ nợ là ông Phan Văn Tấn, nói là nợ quá hạn gì cả một năm rồi. Chị thiếu nợ người ta đúng không? Ê, trời ơi, nói gì kỳ vậy? Đâu có, không có đâu. Chứ sao? Cái nợ trước hôm em trả cho chị không có dám nợ ai nữa hết á. Làm gì có nợ nần ở đây không có. Thiệt không? Thiệt là chị không còn nợ nần ai không? Trời ơi, không lẽ chị đi nói gạt em hả Khôi? Có, chắc là sao á. Không phải là em không tin chị. Nhưng mà vì em đã trả nợ cho chị nhiều lần rồi, em có quyền nghi ngờ chứ. Vậy hoài, nó không có là không có. Hello. Dạ. Dạ em nghe sếp. Dạ, em đang cắm trại ở tiệm tóc này sếp. Dạ, em đuổi mấy khách rồi, em dựng liều luôn. Dạ. Sếp gặp mày nè. Dạ. À, xin phép cả nhà cho em nghe điện thoại nhé. Dạ sự quá ha. Alo, chào sếp thân yêu. Dạ. Làm gì sếp chửi cha tao vậy? Ai kêu mày ngu mày nghe chi? Đang chửi mà. Dạ sao sếp? Em là... Dạ. Sếp nói gì? Sếp điều tra lộn hả? Dạ. Dạ em biết rồi sếp. Dạ. Dạ. Cả nhà. Đây chỉ là một sự nhầm lẫn của sếp tôi thôi. Cuộc sống không ai không sai lầm đúng không? Sếp tôi nói là cũng là chị Khánh. Cũng là anh Khôi. Nhưng mà không phải ở tiệm tóc. Mà là tiệm móng. Là đòi nợ lộn. Dạ đòi nợ lộn người. Ê, thôi. Thôi.